Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2022, Nguyên Audio xin hân hạnh được test và giới thiệu cho quý vị và các bạn một siêu phẩm của hãng cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản, đó là chiếc đài cổ Sharp V30. Chiếc đài hàng tồn kho bên siêu thị Nhật Bản vẫn còn nguyên thùng xốp mang về quý vị nhé, hàng tồn kho. Dòng Sharp dòng V thì Nguyên Audio cũng đã giới thiệu quý vị và các bạn chúng ta cũng khá nhiều chiếc đài rồi, như chiếc đài Sharp V2, V20, V3 và V30 quý vị nhé. Chiếc đài này phải nói là một trong những cái siêu phẩm được rất nhiều anh em chơi săn lùng tìm kiếm, với một chất âm thì cũng rất là hay. Chiếc đài này là đài 3 cục nhé quý vị nhé, đóng thành như thùng của nó, đây là thùng zin, thành hai thùng, một thùng là hai chiếc loa và một thùng là một cái cục giữa đây quý vị nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ bóc đập hộp chiếc đài Sharp V30 này cho quý vị và các bạn nè. Xong tí nữa Nguyên Audio sẽ test tất cả nguyên đai nguyên kiện bên siêu thị Nhật Bản về quý vị nhé. Những cái chiếc đài hàng tồn kho như thế này thì bây giờ cũng rất là hiếm. Thỉnh thoảng cửa hàng Nguyên Audio cũng mua được những cái chiếc hàng tồn này để về phục vụ anh em đam mê. Những chiếc đài này phải nói là rất là giá trị quý vị nhé, bởi vì nó ra đời từ những cái năm thập niên 1980 đến bây giờ cũng đã trên dưới 40 năm rồi mà cũng giữ được như thế này thì quá là quý luôn quý vị ạ. Đây là sách Captoro nhé quý vị nhé, sách Captoro là sách hướng dẫn này, vẫn còn nguyên. Đây là bên trong này, bóc nó cái thùng loa này ra. Chiếc đài này thì quá là mới luôn quý vị ạ. Người Nhật thì người ta đóng về cũng rất là cẩn thận này. Đấy, vẫn còn nguyên xốp quý vị nhé. Đây đây, nguyên xốp của nó này. Nhấc cái hai cái loa ra ngoài. Sharp V30 thì Nguyên Audio cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn chúng ta cũng một số chiếc rồi. Và cũng về đến đâu thì cũng bán đến đó. Luôn luôn trong cái tình trạng cháy hàng. Và chiếc đài này thì cũng rất là may mắn thì nó còn được cả những cái thùng xốp về. Còn những cái chiếc đài mà Nguyên Audio vừa rồi bán thì nó không có thùng xốp quý vị nhé, nó thiếu thùng xốp. Em nhắc nốt cái cục giữa ra. Hàng nội địa của Nhật Bản nên là nó chạy điện 100V. Thì Nguyên Audio sẽ cắm điện và test cho quý vị nhé. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ xếp nó vào để thành một chiếc đài để quay cho quý vị và các bạn chúng ta cái tổng thể. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Nguyên Audio đã xếp vào đúng cái vị trí của nó quý vị nhá. Quý vị nhìn thấy không? Nó rất là to đấy ạ. Kích thước của chiếc đài này thì nó có chiều ngang là 96 và chiều cao là 38 quý vị nhá. Đấy ạ, rất là to và rất là nặng. Các chức năng của nó thì chạy đĩa than này quý vị này, đĩa than 33 và 44 này, chạy đĩa than to và một cửa băng cassette có radio AM FM tần sóng 108. Ngoài ra thì có đường line in và đường line out để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như là điện thoại, laptop, máy tính quý vị nhá. Đây là nó đầy đủ tem cờ về đây. Sharp VZ30 60W đây quý vị nhá. Thì rất là rõ, và auto đĩa có nghĩa là đĩa của nó là đĩa than tự động đảo chiều đấy ạ. Đầu từ thì sử dụng bằng đầu từ metal chống mòn quý vị nhé, đấy rất là hay. Loa của nó thì sử dụng loa hai đường tiếng, một loa bass có đường kính 18 và một chiếc loa chép, lưới thì là lưới xanh. Quý vị nhìn thấy đây thì toàn bộ chiếc đài này thì nó còn quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, chưa bị gọi là sứt sẹo một chút nào, kể cả những cái xước lông mèo cũng không có đâu quý vị nhé. Đấy ạ, chúng ta mua được chiếc đài này thì phải nói là rất là may mắn. Và cửa hàng Nguyên Audio cũng xin hân hạnh được báo giá luôn. Chiếc đài này thì về trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 đầu tháng.
thì Nguyên Audio đang bán với giá 40 triệu đồng quý vị nhé, 40 triệu đồng chiếc đài Sharp V30, và sẽ tặng chúng ta 3 cuốn băng trị giá 900.000 đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc quý vị nhé. Và số máy này thì chính là cái số máy mà Nguyên Audio đang dùng Zalo. Quý vị kết nối Zalo thì Nguyên Audio sẽ chụp chi tiết và quay test video trước khi gửi cho quý vị nhé. Và bây giờ không phải quý vị chờ đợi lâu, Nguyên Audio sẽ test mọi cái chức năng. Đầu tiên sẽ là cái radio. Tại quán karaoke trên đường Quan Hoa, Cầu Giấy. Đây là một chuyện buồn và xin được chia sẻ với gia đình, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Quay trở lại với tình hình giao thông các bạn ạ, theo cả hai chiều trong khoảng thời gian gần đây. Tiếp theo, khu vực Trần Nhật sẽ là cửa băng cassette quý vị nhé. Bên dưới này này, nó còn có cái vi tinh chỉnh bát tép ở bên dưới này quý vị nhé, rất là hay đấy ạ. Của chiếc đài Sharp V30 này thì nó quá là hay luôn quý vị ạ. Nguyên Audio test cuốn model Tucking. Tạm thời sit top cửa băng, Nguyên Audio sẽ test đĩa than cho quý vị nghe thưởng thức. Đĩa than thì rất là hay quý vị nhé. Đêm đêm người mùi hương. Mọi chức năng của chiếc đài Sharp V30 này thì hoàn hảo quý vị nhé. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.